mỗi ngày anh ta đều thay một bạn gái để luyện võ. Bạn gái càng phẫn nộ phản kháng, anh ta càng ra tay nặng hơn. Vào lúc chơi chuẩn bị ra đòn quyết định, cô gái vơ được hòn đá bên cạnh đập lại. Cô sẽ không thỏa hiệp trước bạo lực. Cô lập tức bò dậy, đá một cú vào tên kia. Hai cú, ba cú, còn làm phiền tôi nữa, tôi sẽ giết anh. Ông cụ đi ngang qua nhìn thấy chỉ biết thốt lên, được lắm. Kia sợ bị chơi báo thù nên vẫn luôn trốn trong đồng lầy. Nhưng hôm sau cảnh sát lại đến bắt cô, bởi vì tên chơi kia đã chết. Thi thể của hắn nằm trong đầm lầy, xung quanh không hề có dấu chân. Cảnh sát suy đoán hắn ta ngã từ trên tháp cao xuống mà chết. Pháp y cũng chứng thực điều này. Hơn nữa trên người nạn nhân có tìm thấy sợi len đỏ, không loại trừ khả năng bị người khác giết hại. Mọi người trong vùng đều đồn thổi là cô gái đồng lầy làm. Nghe đồn cô gái là hóa thân của yêu tinh rắn, chuyên dụ đàn ông đến đồng lầy để moi thận. Cảnh sát lục soát nơi ở của Kia phát hiện những sợi đỏ kia đến từ chiếc mũ len đỏ, liền thẳng thừng bắt Kia về quy án. Trên đường đến đồn cảnh sát, tất cả mọi người đều buông lời chửi rủa cô, thậm chí lập tức định tội cho cô gái quái thai này. Nhưng Kia thật sự có tội ư? Một luật sư đã nghỉ hưu, không chịu được thành kiến của người dân đối với cô gái, đã nhận biện hộ miễn phí cho cô. Nhưng muốn chứng minh trong sạch thì phải tìm hiểu thành kiến của người dân về Kia từ đâu mà ra. Từ nhỏ Kia đã sống trong đồng lầy, mẹ xinh đẹp, dịu dàng, anh trai, chị gái đều thân thiện, tốt bụng. Vốn sẽ là một gia đình hạnh phúc, nhưng lại có một người bố nghiện rượu, thường xuyên động tay động chân với mẹ Kia. Mỗi tối đi ngủ, Kia đều phải bịt tay lại. Cuối cùng mẹ cô không chịu được nữa, quyết định một mình thoát khỏi móng vuốt của chồng. Chưa bao lâu, anh trai, chị gái cũng lần lượt rời đi. Trước khi rời đi, anh trai đã đặc biệt dặn dò cô, nếu gặp rắc rối, hãy chạy trốn vào sâu trong đồng lầy, ra ngoài kia nơi loài tôm hát. Như mẹ luôn nói, người bố dường như đã nhận ra lỗi lầm của mình, mỗi ngày đều sống trong áy náy. Vậy nên ông ta đối xử vô cùng tốt với Kia. Lần đầu tiên được bố đưa ra thị trấn mua đồ, Kia không hề vui vẻ. Cô bé rất sợ người lạ, luôn luôn cúi đầu, chỉ dám liếc nhìn thế giới lạ lẫm này. Bà chủ nhận ra Kia chưa từng đi học, liền lén nói với cô một bí mật. Có biết thực đơn bữa chưa được đăng lên báo không? Hôm nay là Bistec Salisbury, cháu có thể được ăn một bữa nóng sốt. Kết bạn, nhiều đứa chân đất đi học lắm, nhưng cháu cần một cái váy. Kia lấy chiếc váy dài của mẹ ra, lấy hết dũng khí đi chân đất đến trường. Nhưng mọi người đều đổ dồn ánh mắt soi mói về phía cô bé. Cô bé rất sợ, vô thức quay đầu định trở về. Nhưng luật sư đi ngang qua cổ vũ cô, không sao đâu, đi học là quyền của những đứa trẻ. Cô giáo rất chào đón cô bé đến từ đồng lầy này. Nhưng bạn bè lại cười nhạo giọng quê mùa của Kia, chê cách ăn mặc kỳ dị của cô, ghét bỏ mùi tanh trên người cô. Thấy bạn bè cười nhạo, Kia ấm ức lao ra khỏi lớp học. Đây là ngày duy nhất cô đến trường học. Những ngày sau cô đều học từ trong thiên nhiên, quan sát cỏ trắng bắt cá làm sao, nghiên cứu tại sao rùa lại bò lên bờ. Có lúc bố cô sẽ dạy cô những kỹ năng sinh tồn, nhưng lần nào cô cũng lạc trong đồng lầy, cho đến khi cô bé gặp một cậu bé tên Tết. Tết từng dũng cảm đứng ra cứu Kia trong một lần bố cô bé say rượu, giờ lại trở thành người dẫn đường của Kia. Tuổi thơ không phải đi học cũng có cái vui của nó. Nhưng một bức thư của mẹ Kia đã khiến bố cô nổi giận. Ông ta đốt toàn bộ những thứ liên quan đến vợ mình rồi cũng rời khỏi cái nhà này. Kia không biết nội dung thư mẹ viết là gì, chỉ hót cho của bức thư vào trong lọ. Cô không biết tại sao bố cũng bỏ mình mà đi. Chỉ biết rằng giọng nói của bố vẫn luôn vang lên trong đầu mình. Bà ta sẽ không bao giờ quay lại đâu. Kia cũng không buồn lâu lắm, bởi cô đã quen với việc bị bỏ rơi. Chuyện khó khăn hơn cả đau lòng chính là làm sao để sinh tồn một mình ở đây. Cô học bố nửa đêm đi bắt ốc, rồi đem đến tiệm tạp hóa trong thị trấn từ sáng sớm. Vợ chồng ông chủ thấy Kia đáng thương nên đồng ý mỗi tuần sẽ trao đổi đồ dùng hàng ngày với cô. Không chỉ vậy, bà chủ còn dạy cô những kiến thức sống hàng ngày, tặng cô rất nhiều quần áo quyên góp. Vậy nên ngoài đi đến tiệm tạp hóa, Kia vẫn luôn sống trong đồng lầy. Thời gian dần trôi đi, cô đã trở thành cô gái đồng lầy trong lời mọi người. Một quái tha có thể dọa mọi người sợ chết khiếp. Không ai có thể tìm được cô trong rừng, ngoài cậu bé tên Tết. Nhưng lần nào Kia cũng trốn đi theo bản năng. Còn Tết lần nào cũng cố ý để lại một chiếc lông và một chút hạt giống rau. Lâu dần, mỗi ngày Kia đều mong nhận được quà từ Tết. Hôm nay cô đến sớm hơn mọi hôm, vừa hay động mặt Tết vừa đặt quà xong. Tết chủ động chào hỏi, Kia không có chỗ trốn đành phải cúi đầu bước ra. Tết hào phóng đưa cho cô một chiếc lông vũ, Kia cũng rẻ rặt đưa lại một chiếc. Thiên Nga tuyên ra, sao anh biết các loài chim? Kia có thể nhận biết tất cả động thực vật ở đây nhưng không thể đọc được tên của chúng. Tết đột nhiên nhận ra Kia chưa từng đi học, anh ta chủ động đề nghị dạy chữ cho cô. Bất ngờ là Kia không hề từ chối. Tết cũng không hề chê bai thói quen viết bằng tay trái của Kia. Kia rất thông minh, không những biết cách ghép chữ, còn đọc trôi chảy sách giáo khoa. Dần dần Kia mở rộng lòng mình, lần đầu tiên mời Tết đến nhà mình chơi. Cô có chút căng thẳng, bởi vì trên tường dán đầy bức vẽ động thực vật do chính tay cô vẽ. Cô không biết mình vẽ có đẹp hay không, cho đến khi nhìn thấy nụ cười vui mừng và tán thưởng của Tết.
Tết phát hiện Kia rất có thiên phú về sinh vật học. Hình cô vẽ sinh động như thật, bên cạnh còn ghi chú đặc tính của chúng. Cô thậm chí còn biết bắt chước động vật xóa đi dấu chân của mình. Tết khuyên Kia không cần làm vậy, cô không thể sống cả đời trong đồng lười được. Tết muốn đưa cô về sống trong thị trấn, nhưng Kia không muốn rời khỏi nơi này, nên đã hỏi tại sao phải như vậy. Tết đang định tỏ tình thì bị một cơn gió cắt lời. Lá đỏ rơi xuống xung quanh họ dường như đang thầm thì gì đó. Đó là hơi thở của thiên nhiên, cũng là tiếng nhịp tim của hai con người lần đầu rung động. Giờ em là bạn gái anh à, em có muốn thế không? Em giành lông vũ, cá là các cô gái khác không giành về lông vũ. Được rồi, được rồi. Từ đó, Tết vừa là thầy giáo vừa là người yêu của Kia. Cứ cuối tuần là lại đem theo sách đến tìm Kia cùng nghiên cứu sinh vật học. Anh ta rất trân trọng Kia, trước nay luôn tôn trọng và bảo vệ cô. Cho đến khi anh ta thi đỗ đại học ở Bắc Carolina, điều này có nghĩa là anh ta phải rời khỏi thị trấn. Kia vừa vui vừa buồn. Cô lo lắng mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. Tết hứa cả đời này sẽ không bỏ rơi cô. Còn nói tháng sau Quốc Khánh, anh ta sẽ về ngắm pháo hoa cùng cô. Trước khi rời đi, Tết đưa danh sách nhà xuất bản cho Kia. Hy vọng cô gửi những bản thảo của mình đi, có thể sẽ nhận được tiền nhuận bút. Như vậy về sau cô không cần phải đi bắt ốc nữa. Sau khi Tết rời đi, Kia dốc toàn bộ tinh lực vào bản thảo này. Cuối cùng vào hôm Quốc Khánh, Kia mặc chiếc váy đẹp nhất, lần đầu tiên trang điểm lộng lẫy, đầy mong đợi chạy ra bãi cát đợi. Nhưng đợi thế nào Tết cũng không đến. Đợi đến lúc hoàng hôn, cô vẫn còn chút hy vọng trong lòng. Đến lúc pháo hoa nở tung trên trời, cô bắt đầu thấy thất vọng. Đợi khi mặt trời lên, cô đã đau đớn đến tuyệt vọng. Kia biết cuối cùng mình vẫn bị bỏ rơi. Kia xé rách bản thảo đã dày công chuẩn bị bao lâu nay, sẽ đi hồi ước tươi đẹp của hai người, rồi tiếp tục sống một mình trong đồng lầy. Bởi vì thủy triều ở đây có thể vùi lấp toàn bộ dấu vết, vậy nên nhà khai phá muốn biến nơi này thành địa điểm du lịch. Cũng tại nơi đây, Kia đã gặp tên chơi khốn nạn kia. Bên ngoài đẹp trai, thực chất là một con bò được lên cơn động dục. Hắn ta không hiểu những vỏ sò xinh đẹp trên bãi biển, chỉ biết tán gái cần phải có cái miệng ngọt. Hắn ta không hiểu ý nghĩa những bản vẽ kia đối với Kia, nhưng hắn hiểu bầu bạn chính là lời tỏ tình lãng mạn nhất. Một giây trước hắn còn nói Kia là người bạn duy nhất của mình, một giây sau đã cười đùa vui vẻ với cô gái khác. Hắn đưa Kia lên tháp cao, nhìn xuống toàn bộ đồng lầy và nói với cô đây là căn cứ bí mật của hai người. Mà không biết hắn đã dẫn không biết bao nhiêu em đến đây. Sau khi chạy nước rút, hắn đã cướp mất thứ chân quý nhất của Kia. Kia còn đeo cho hắn sợi dây chuyền vỏ sò tự tay mình làm. Bởi vì Che hứa sẽ kết hôn với cô, xây một căn biệt thự 2 tầng cho cô trên bãi biển. Tết tưởng rằng mọi chuyện đều là thật. 5 năm sau, anh ta trở lại thị trấn, nhìn thấy Kia hạnh phúc, anh ta chỉ biết nuốt nước mắt vào trong chúc cô hạnh phúc. Nhưng hôm sau, anh ta vô tình nghe thấy Che chém gió với bạn bè rằng mình đã tán đổ cô em đồng lời thế nào. Do đó Tết đã đánh nhau một trận với hắn ta. Anh ta không nỡ để Kia bị chơi đùa, liền đến nhà nhắc nhở. Nhưng không ngờ thứ đón anh ta là những hòn đá bị Kia phẫn nộ ném đến. Anh là người bỏ rơi tôi. Anh không có đủ dũng khí để đối mặt với tôi. Anh còn chả thèm viết thư giải thích, hay nói rằng anh còn sống hay đã chết. Anh cứ thế biến mất. Mọi điều em nói đều đúng. Bỏ mặc em như thế là điều tệ nhất anh từng làm trên đời này. Anh biết anh đã làm em tổn thương nặng nề. Anh không dám đối mặt với em. Anh tưởng em sẽ không thể rời vùng đồng lầy và sống trong thế giới nào khác. Anh tưởng anh phải chọn giữa em và mọi thứ khác. Anh đã phạm sai lầm quá lớn. Anh đã hối hận suốt nhiều năm. Lời xin lỗi muộn màng không thể níu kéo được tình cảm của họ. Nhưng gã chơi thì có thể. Bởi vì chuyện hắn ta có vợ sắp cưới đã bị Kia phát hiện. Kia đau lòng nằm trên bãi cát, thề rằng sẽ không tin ai nữa. Nhưng chơi vẫn bám dứt không buông, nói đây là đính ước của bố mẹ hai bên. Hắn ta không yêu người kia. Hy vọng Kia có thể làm người tình đồng lầy của hắn. Kia lập tức chửi hắn ta không biết xấu hổ. Kết quả hắn ta thẹn quá hóa giận, vung tay đánh Kia thật. May thay Kia phản kháng kịp thời mới thành công thoát được, khiến ông cụ đi ngang qua không có cơ hội ra tay cứu giúp. Ông ta kể lại toàn bộ quá trình bạo lực lại bị công tố viên cho rằng đây là động cơ giết người. Anh ta cho rằng là Kia đã dụ nạn nhân đến cái tháp rồi tạo bằng chứng giả là trượt chân chết, đồng thời còn dọn sạch dấu vân tay và dấu vết ở hiện trường. Cũng có nghĩa là cảnh sát còn chưa tìm được chứng cứ trực tiếp chứng minh Kia giết Jay đã quy chụp tội cho cô. Luật sư của Kia nộp một tờ giấy ghi chép thời gian lên xuống của thủy triều, giải thích rằng thủy triều trong đồng lầy có thể xóa bỏ bất kỳ dấu vết nào. Còn về trên tháp không có vân tay, chỉ có thể chứng minh Kia chưa từng lên đó. Lúc này công tố viên lại lấy ra chứng cứ mới. Đây là sợi đỏ phát hiện trên người nạn nhân đến từ chiếc mũ đỏ trong nhà Kia. Luật sư lập tức phản bác, một tuần trước khi vụ án xảy ra, Tết từng đội mũ đánh nhau với nạn nhân. Sợi đỏ có thể đã dính lên áo khoác vào lúc đó, về sau Tết tiện tay tặng mũ cho Kia. Hơn nữa còn có nhân chứng nhìn thấy một ngày trước khi xảy ra vụ án, Kia trang điểm xinh đẹp lên xe bus vào thành phố. Nhà xuất bản cũng có thể làm chứng 7 giờ tối hôm đó họ vừa ăn vừa thảo luận về bản thảo của Kia. Vào hôm xảy ra vụ án còn cùng nhau ăn sáng. Thời gian tử vong của Jay là sáng sớm, Kia đã có chứng cứ quan trọng không có mặt ở hiện trường. Nhưng công tố viên vẫn đưa ra suy đoán,
Kia ăn tối xong vẫn có thể bắt xe bus về thị trấn. Thực hiện mưu sát xong lại ngồi chuyến xe bus cuối cùng lên thành phố. Hơn nữa Kia không hề ở trong khách sạn mà nhà xuất bản sắp xếp, mà chọn ở trong nhà nghỉ ở gần trạm xe bus. Hai bên tranh luận gay gắt, Bùi Thẩm Đoàn cũng không biết làm sao. Lúc này mẹ của Jay cung cấp một điểm quan trọng. Ngày nào con trai bà ta cũng đeo sợi dây chuyền mà Kia đã tặng, nhưng lúc nhận xác lại không có. Cảnh sát lại đến nhà Kia lục lọi một lượt, kết quả cũng không có. Luật sư đã đưa ra lời tổng kết cuối cùng cho phiên xét xử này. Tôi đã nghe những chuyện hoang đường về cô gái đồng lầy, rằng cô ấy có dòng máu sói, rằng mắt cô ấy sáng lên trong bóng tối. Nhưng cô ấy đây, sự thật là cô ấy là một đứa trẻ bị bỏ rơi, một bé gái phải sinh tồn nơi đồng lầy đó một mình, bị mang nhức và xa lánh. Chúng ta đã quy trục và chối bỏ cô ấy vì chúng ta nghĩ cô ấy khác biệt. Cô Clark có chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Cô ấy ở Greenville vào đêm Jay Andrew chết. Và chính xác thì có sự thật nào chống lại cô ấy? Công tố không chứng minh được sự việc này quả thực là án mạng. Tôi tin các vị sẽ đi đến phán quyết dựa trên sự thật, chứ không phải lời đồn các vị đã được nghe nhiều năm. Cuối cùng, đã đến lúc để tất cả chúng ta đối xử công bằng với cô gái đồng lầy. Cuối cùng mọi người đã gạt bỏ thành kiến với Kia. Thẩm phán tuyên bố Jay chết do tai nạn, Kia vô tội được thả ra. Cuối cùng vụ án không chứng cứ đã kết thúc. Kia và Tết cũng trở về với nhau, sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhiều năm sau, trong lúc sửa soạn di vật của vợ, Tết đã phát hiện bức vẽ của Jay, đằng sau còn có sợi dây chuyền vỏ sò. Đó là sợi dây chuyền mà cảnh sát không tìm được. Tết lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ông ta ném vỏ sò xuống đồng lầy, chôn vùi mãi mãi bí mật của cô gái đồng lầy.